Thì mình tiếp tục cái này, mình tiếp tục cái bài paragraph coherence. Thì mình đã nói cái phần thứ nhất là thông tin trình bày theo trình tự thời gian không gian rồi. Giờ mình nói tới cái dùng dùng chữ chuyển tiếp. Đây mày nói rồi, nó black hole nó rồi. Phần này cơ bội nó rồi. Phần này black region nó rồi. Phần này linear nó rồi. Dirty order nó rồi. Giờ mình nói tới cái phần này là phần transition words and phrase. Thì trong cái câu đó mình phải sử dụng, nếu mà mình sử dụng được những cái từ ngữ chuyển tiếp. So paragraph may need internal transition words to help the reader move smoothly from one thought to another to the next so that the idea do not appear disconnected or choppy. Từ nối tiếp thì là cái câu ý tưởng này nó chuyển qua ý tưởng kia, và cái paragraph nó không có bị giống như là disconnected hay nó bị choppy, tức là chặt khúc 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 gì đó. Thì đây là một số các cái transition word thông 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 thường ha, và các phrase hay là transition phrase thông thường. Ví dụ như là mình nói là for example, for instance, specifically, in particular, namely, another, đó là given example. Comparison là similarly, not only but also in comparison, đó là comparison. Contrast, although, but why in contrast, however, though, on the other hand, đó những từ ngữ là những từ chuyển tiếp. Sequence, là first, second, third, and finally, moreover, also, in addition, next, then, after, furthermore, a result. Therefore, thus, consequently, as a result. Đó là nó những từ ngữ chuyển tiếp. Thì bây giờ thì mình notice the different use of transition words made in the paragraph below. Mình chú ý coi những sự khác nhau khi mà dùng cái transition word, từ ngữ chuyển tiếp ở trong cái paragraph dưới đây. Working in the neighborhood grocery store is a checker. Tức là làm ở trong một cái grocery store gần nhà đó ha. Và dưới vai trò của checker, tức là cái người mà tra hàng hóa đồ, coi coi hàng hóa nó có chất lên kệ có đầy đủ chưa, rồi coi chất đúng không, có gắn tem phiếu rồi chính xác hay không, rồi dùng phụ đóng vô bịch cho bệnh mấy cái người khách hàng vô bịch, hay là phụ chỗ quầy check out đó, thì gọi là những người checker làm cái chuyện đó. Thì khi làm việc ở grocery store ở gần nhà với vai trò là một checker, là một trong những công việc mà tồi tệ nhất mà tôi đã từng làm. In the first place, trước nhất á, tôi mặc đồ nó xấu xí, mặc đồ họ đồng phục nó xấu xí và stretchy là nó đồ nó bị khô ráp và nó không có thoải mái, và nó có khuynh hướng làm cho bị ngứa, bị khó chịu. Thì đó gọi là stretchy uniform, cho ăn mặc cái đồ xấu xí và áo thì nó dày và nó ngứa. Cut at least 3 inches too short. Nó cắt cái uniform đó, nó nhỏ quá, ngắn quá, mặc vô cũng không vừa. My schedule of working hours was announced convenient. Cái lịch làm việc của tôi đó, giờ làm việc của tôi đó, thì là một cái bất tiện khác. Thứ nhất là ăn mặc thì xấu xí vậy, khó chịu vậy. Thứ hai, một cái khác là một cái điều khác là inconvenient, đó là cái chuyển tiếp. In the first place, đó là second, first place, another, another là chuyển tiếp. Because my hour will change each week, vì cái thời gian giờ giấc của tôi đã thay đổi mỗi tuần, không thể nào làm kế hoạch trước được. Và tôi getting a day off was out of question, and getting a day off was out of the question. Cho nên đó là không có xin được nghỉ được, không có đặt câu hỏi xin nghỉ được. In addition, thêm vào đó, in addition tức là cái gì đây? In addition là sequence. Thêm vào đó, the lack of working space bother me. Chỗ làm việc thì nó không gian nó không đủ.
Except for a half hour lunch break, ngoài trừ cái giữa nửa tiếng hồ ăn trưa. I was restricted to 3 square feet of room behind the counter. Tôi phải bị giới hạn trong cái phạm vi là chỉ có 3 square feet thôi, 3 feet vuông thôi, phía sau cái counter. Và kết quả là tôi I felt as if I was no more than a cog in the cash register. Tôi có cảm giác như tôi không hơn một cái bánh răng trong một cái máy. Cái này là bánh răng. Mình nói tôi không hơn là một bộ phận trong một cái máy tính tiền. Tức là mình chỉ là một cái phần trong cái chuyện của người ta thôi. Đó, tôi có cảm giác như vậy. Thì ở đây mình thấy là họ sự mô tả cái những cái khó chịu. Khó chịu khi mà đi làm checker ở một cái grocery store ở gần nhà. Thì cái thứ nhất là như thế này, cái thứ hai thì khó chịu thế này, và thêm vào đó thì có những khó chịu thế này. Nói người ta dùng cái từ ngữ chuyển tiếp là như vậy. Bây giờ nếu mà không có dùng từ chuyển tiếp thì mình đọc coi, thì mình sẽ thấy nó cái bài nó có vẻ nó choppy. Ok, thì what the does the grocery checker do, thì mình hơi tò mò mình coi nó làm cái gì. Thì nói rồi nó coi coi đồ nè, chắc nên kệ đầy đủ chưa, rồi nó stock hay restock the shelf vân vân, nó ngoài phạm vi của bài. Mặc dầu cái transition word phrases useful nhưng mà đừng có lạm dụng nó quá. Không phải là mỗi câu đều cần có một cái transition phrase, cho nó dùng chỉ khi nào mà mình thấy so use one only, ta sử dụng một cái từ ngữ chỉ khi nào mà cái sự tương quan giữa cái ý tưởng của bạn là cần phải 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 làm cho sáng tỏ lên. Tức là mình thấy mình cần xài thì mình xài, chứ không phải xài mà lạm dụng nó. It's also a mistake to place the transition word in the same position in just the next time. Lúc nào cũng đặt nó có một cái vị trí nào đó. Ví dụ mình transition, mình có khi mình đặt trước câu, khi mình đặt giữa câu, sau câu gì đó. Thì nó hay hơn là mình đặt, tức là lúc nào mình đặt cái transition nó đầu câu thì cái bài đó nó buồn cười ha. Dạ, thì ví dụ mình ta cho bài thử để coi coi cái bài này coi. Nó sử dụng cái transition word nhiều, đâm ra cái bài nó dở. It's a shame that every high school student isn't required to take course in first class. Thật là một cái điều xấu hổ. Nếu mà các cái trường trung học, mỗi trường trung học không bị bắt buộc phải học một khóa cấp cứu. Thí dụ như bạn cần phải trị cho một người bạn hay một người người thân bị chết đuối, bị đuối nước trong một cái bữa family picnic, thì mình thí dụ như vậy, mình cần phải học cái khóa cấp cứu. Thí dụ thứ nhất là thí dụ là mình cần phải cấp cứu như vậy, nó có thể bị nó bị đuối nước rồi, mình có học thì mình mới chạy được. Or for instance, hay là thí dụ như một ngày là người nào đó my breakable, một người nào đó bị gãy xương, hay là receive a snake bite, hay là bị con rắn cắn on a camping trip. Also, you should always know what to do for common cut or burn. Cũng vậy, như vậy cũng như vậy, bạn cũng nên biết là cái gì phải làm khi mà gặp một cái chỗ mà cái bữa một vết thương bị cắt đứt đứt hay là bị phỏng. Moreover, hơn nữa, it's important to realize when someone is shocked. Điều quan trọng là cần phải biết là khi nào một người đã bị sốc. Tuy nhiên, very few people take time to learn the simple rules of process. Tuy nhiên, rất ít người bỏ thời gian để học những cái quy tắc đơn giản của cấp cứu. Thus, như vậy thì many injured or sick people suffer more than they should. Nhiều người bị tổn thương hay là bị bệnh thì bị suffer nhiều hơn. Nếu mà mình có mình cấp cứu là được thì sẽ giải quyết được cho họ đỡ đỡ khổ hơn. Therefore, do đó, everyone should take a first aid course in school or at the Red Cross Center. Do đó, mọi người nên nên học một cái khóa cấp cứu hay là ở tại trường hay là ở cái trung tâm Red Cross. Thì như vậy thì mình thấy cái bài như thế này thì nó for example,
rồi all present, rồi moreover, however, thus, therefore, lúc nào cũng để đầu câu hết, chẳng hạn lúc nào cũng để đầu câu hết đó, thì cái điều cấm kỵ. Ví dụ lúc nào cũng ở đầu câu đó, đặt cùng vị trí. For example, all for instance, đặt đầu câu và xài nó nhiều quá. As you can see, a series of sentences it begin with a transition quickly become repetitious and boring. Như cho nên nó mình đọc vậy mình sẽ thấy nó lặp đi lặp lại và nó chán. To hold your reader attention, để mà giữ cho cái bạn đọc có tâm chú vô cái bài của mình. Use transitional work only when necessary to avoid choppiness and vary their place in your sentence, và thay đổi đó, mình đặt đặt ở trước câu rồi sang đọc giữa câu, đặt cuối câu vân vân. Như vậy thì cái bài mình nó phong phú, nó hay hơn. Bây giờ cái cách nữa, nãy mình nói là mình nói cái cách nào mình đặt cái câu chuyển tiếp. Thì nó hay, nhưng mà cũng có cái dở là đặt nhiều quá thì nó dở nha. Bây giờ mình nói tới cái repetition of keyword, tức là mình lặp đi lặp lại những cái từ khóa, từ khóa thì sẽ làm cho cái câu, cái bài của mình nó coherent, cái paragraph mình nó coherent, để mình coi coi người ta sử dụng như thế nào nha. One of the most common and yet most puzzling phobia is the fear of snake. Một trong những cái nỗi sợ, phobia, nỗi sợ thông thường nhất. And yet most puzzling, và nó lại là bối rối nhất. Nhưng mà nó lại làm rối nhất, thông thường nhưng mà lại làm bối rối nhất. Tức là thông thường thì mình quen rồi phải không, mình thường thường đó, nhưng mà nó lại là bối rối, vẫn là bối rối nhất, thì nó là yet yet most puzzling, là nỗi sợ rắn. Có lẽ câu này là cái câu topic sentence. It is only natural, of course, to be afraid of a poisonous snake. Tự nhiên, đương nhiên, tự nhiên là mình sợ một con rắn độc. Nhưng mà nhiều người cũng sợ những cái loài mà không có hại khác, tức là có những con rắn nó không có độc. Nhiều người cũng sợ hết, rắn là sợ thôi, nhưng mà cũng có những rắn không độc thì lại cũng sợ luôn. For such people, a tiny green grass is as terrifying as a cobra. Đối với những người đó thì một cái con rắn cỏ màu xanh bé tí thì cũng khủng khiếp, cũng hoảng sợ, gây hoảng sợ như là một cái con cobra, tức là cái con rắn gì, rắn cobra, rắn hổ mang. Some researchers say this unreasonable fear. Một số cái nhà khảo cứu nói cái sợ mà không lý do này of any and all, của bất cứ, đối với bất cứ con rắn nào hay là tất cả loài rắn, là cái legacy, là cái di tích để được để lại cho chúng ta bởi cái tổ tiên mà sống trong hang động của chúng ta. Từ for whom these reptiles were the real constant danger. Đối với họ thì những con côn trùng này là cái nỗi sợ thường xuyên và thật, có thật. Order maintain that, cái câu này rất hay nè, maintain, thay vì order say that thì order maintain that, thì mình dùng học cái chữ maintain thì nó phong phú cái câu mình. Thay vì mình chỉ nói order say that, order state that, thì mình nói order maintain that. The fear is the result of our associating the neck with notion evil is in the Garden of Eden. Một số người khác thì cho rằng là nỗi sợ này là kết quả do sự liên kết của con rắn với cái khái niệm là cái điều ác. Giống như trong trường hợp Garden of Eden, khi mà ta nói Garden of Eden thì có con rắn trong này nè, con rắn the serpent in the Garden of Eden is popularly equated with the devil. Con rắn ở trong cái Garden of Eden thường thường được được xem như bằng như là cái điều điều ác, devil, như con quỷ dữ đó, devil đó. Cho nên nó là một số người cho rằng nỗi sợ này là mình liên hệ giữa con rắn với lại cái khái niệm của cái ở trong
cái vườn địa đàng này thì Eden này thì người ta nói con rắn là độc, cho nên mình quen vậy thôi, con rắn là ác, gặp rắn nào cũng coi như là ác hết. Whatever the reason, dù lý do gì nữa, the fact remains that for many otherwise normal people, sự kiện vẫn còn là đối với nhiều người bình thường. Chỉ là thấy con rắn trượt đi, slithering through the countryside, xuyên qua cái vùng nông thôn là đủ sợ, để đủ để giữ với họ ở thành phố mãi mãi. Tức là không dám về quê, về quê ở mà ở thành phố sao sợ rắn, về quê sợ rắn. Thì như vậy là ở đây nó sẽ sử dụng cái phương pháp là repetition of keyword, tức là the repetition of fear and snake and the sitting reptile held tight one sentence to another so that the reader may follow the idea easily. Mình lặp lại chữ fear thì snake thì reptile, thì mình giúp các câu đó nó nối kết với nhau và cái người đọc sẽ theo dõi cái ý nó dễ dàng hơn. Fear of snake, fear snake, reptile, mình tell that the fear is the result of the snake. Thì mình lặp đi lặp lại cái keyword ở đây là cái keyword ở đây là rắn và nỗi sợ, cứ lặp đi lặp lại cái đó, người ta lặp đi lặp lại cái đó thì sẽ giúp cho cái bài của mình nó có coherence. Pronoun substitute for a keyword. Thì bây giờ mình sử dụng cái pronoun. Mình pronoun là gì? Pronoun là cái từ thay thế cho cái noun, đại diện cho cái noun. Thì trong cái bar graph thì mình có thể mình sử dụng một cái key noun in sentence and rồi sau đó mình sử dụng cái pronoun trong những câu kế tiếp. Ví dụ như mình xài chữ pronoun it thường thường thì nó dùng dùng để thay thế chữ shark là con shark, con cá mập. Trong cái bài thế này ta dùng chữ pronoun, cái pronoun it thì nó liên kết hay hơn là ví dụ mình dùng shark shark shark, thì thay vì bây giờ mình dùng shark đầu tiên sau đó mình nói it 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 thì như vậy thì là pronoun thay thế cho khi nào đây là shark, pronoun là it. Ví dụ như the great white shark is perhaps the best equipped for all of all the ocean predator. Con rắn là con cá mập trắng mà to có lẽ được trang bị nhiều nhất, được trời, được thượng đế, được được tạo hóa trang bị nhiều nhất trong số những cái loài săn mồi ở dưới biển. Những con ăn thịt mấy con khác đó thì nó được coi như là được được tạo hóa giúp cho nó là trang bị cho nó để nó săn mồi tốt nhất. Đó. It can grow up to 21 feet and weigh 3 tons with 2 inches that can replace them within 24 hours when damaged. Thì mình dùng chữ ít đây xong thay vì mình không dùng chữ sạc nữa mà mình dùng ít đây thì mình tức là nghĩa là mình dùng cái pronoun mình thay thế cho cái khi nào này thì giúp cho cái bài mình đó nó có coherence, nó có thể nó là biết cái có liên hệ. Mình dùng chữ nó này mình ít thì mình đương nhiên phía trước có cái gì đó rồi, mới có cái ít ở đây, thành ra nó có cái nối kết giữa cái trước và cái sau. It can grow up to, nó có thể lớn lên đến 21 feet và cân nặng 3 tấn, rất là dữ lắm, nặng lắm đúng không? With 2 inches, có cái răng mà dài 2 inch, 2 inch là cũng dài lắm ha, 2 inch có thể thay thế trong vòng 24 tiếng đồng hồ khi mà nó bị răng này bị hư, cái răng nó ăn cái gì cắn gì bị hư thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ nó mọc cái răng khác. Thì nó được trang bị, thiên nhiên trang bị cho nó dữ dội quá mà. Thứ ba là the shark sense smell, cái cảm giác ngửi của nó, của con cá mập này đó thì it's so acute, thì nó tinh tế. It can detect 1 ounce of fish blood, nó có thể phát hiện 1 ounce máu máu cá trong 1 triệu ounce nước. Ví dụ cá nó bị chảy máu thì 1 ounce máu nó nằm nó pha trong 1 triệu ounce nước, con cá nó vẫn phát hiện được, nó đánh mùi được. In addition, it nữa,
can send vibration from 600 feet away. Nó có thể cảm giác được cái sự rung động từ cách đó 600 feet. Okay. Thì như vậy cái câu số 2, số 3, số 4 tie to the topic sentence 2, 3, 4 tie bởi bằng cách mình sử dụng chữ x. Thì cái này x thì đương nhiên là nó phải có cái thằng gì ở trước rồi thì nó mới hỏi x thì thay thế chữ gì, thay thế chữ sợ. Như vậy những cái chữ đây là pronoun à, thì thay thế cho cái chữ phía trước. Bây giờ mình nói cái phương pháp nữa, cái parallelism, tức là mình sử dụng cái cấu trúc văn phạm câu nó giống giống nhau à, cái câu trước trước câu sau nó có cái cấu trúc giống nhau thì mình sẽ tạo được coherence. The repeated use of similar phrasing help tie the idea of the sentence together. Thì bây giờ mình thử coi coi cái parallel nó sử dụng như thế nào nha. Weather of Texas offers something for everybody, everyone. Thời tiết của Texas thì nó cung cấp một cái gì đó cho mọi người. Yeah. If you are the kind who like to see snow drifting on the mountain peak, a visit to the Big Bend area will satisfy your eye. Nếu bạn là cái loại người mà thích nhìn thấy tuyết nó trôi xuống từ trên đỉnh núi à, thì một cuộc thăm viếng vùng Big Bend có thể thỏa mãn con mắt của bạn. Nếu mà khác, nếu mà khác, nếu bạn đòi hỏi một cái ánh sáng chói chang, ánh sáng mặt trời chói chang để mà làm cho da bạn nó có cái màu nâu vàng ha, thì bạn stop ở cái vùng miền Nam của cái tiểu bang à, tiểu bang Texas đó. Và đối với những cái linh hồn mà khó chịu, tức là những bạn nào mà chịu chơi đó, đối với những bạn chịu chơi đó who ask for from nature to show off mà muốn đòi hỏi thiên nhiên để cho thấy cái sức mạnh như thế nào, thì cái bầu trời, các bầu trời cái dùng panhandle thường thường nó sẽ tỏa ra những cái trận cuồng phong dữ dội vào mùa xuân, trận cuồng phong. Thì người nào muốn mà coi tham quan những cái gì dữ dội đó thì coi cái tornado ở cái vùng cái gì panhandle. Finally, if you are Ficotai, the Ficotai, by all means come to Central Texas. Nếu bạn là cái loại người fickle, này không biết là cái gì. Where the sun at any time may shine unashamed throughout the most Texarian rainstorm. Thì trời bất cứ mọi lúc nào cũng chiếu xuyên qua hầu hết những cái cơn bão mà có cái cuồng phong. Fickle tide. Nếu bạn là người mời mọi người gì đó à, thì ở đây mình thấy cái câu này nó có cái parallel, tức là nó cấu trúc từ những là if you cái gì đó cái gì đó, if you cái gì đó cái gì đó, if you cái gì đó, tức là cái cấu trúc if you này là giống nhau và nó là parallel. Trong cái bài sau đây thì nó sẽ sử dụng nhiều cái kiểu ha. Hồi nãy mình focus vô từng kiểu thật, nhưng mà thực sự khi mình viết một cái paragraph thì mình sẽ sử dụng rất nhiều cái phương pháp mà mình nói ở trên. Ví dụ như trong cái bài sau đây thì nó sử dụng là transition word, từ ngữ chuyển tiếp. Nó cái sử dụng cách là lặp đi lặp lại các pronoun, nó sử dụng cái cách là lặp đi lặp lại các keyword. Ví dụ như cái bài này nó lặp đi lặp lại nhiều lần cái x này. X là gì, pronoun phải không? They nè, they nè, tức là sử dụng những từ ngữ này là nó sẽ tạo ra được cái coherence đó. Thì nó repeating word pronoun if they, còn nó có thể sử dụng những cái transition word trong trường hợp cái bài này thì transition word là cái gì? Word là những từ ngữ là however nè, however đâu, for example nè, however nè, in this case nè, in other words nè, đấy là những từ ngữ transition word. Được chưa? Như vậy thì là ta thấy là hai cách rồi không?
À, cái thứ nhất là sự ngự dụng các cái pronoun chưa, rồi cái thứ hai là dùng những cái từ ngữ chuyển tiếp không? Từ ngữ trong sentence work, rồi mình có thể dùng trong cái bài này nó còn dùng repeated keyword nữa. À, ví dụ như mấy cái từ ngữ là transition nè, lặp đi lặp lại nè ha, rồi glue nè, rồi ví dụ như là topic nè, lặp đi lặp lại, sentence nè, paragraph, sentence, transition, sentences, rồi relationship, những từ ngữ nó lặp đi lặp lại. Thì giờ như vậy là giúp cho cái bài nó có coherence, cho nên mình không phải mình xài một cách nha, mình có xài nhiều cách, xài cái bài này thì nó xài ba cách.